Câu hỏi: Công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt chi bộ thường kỳ được thực hiện như thế nào? Trả lời: Công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt chi bộ thường kỳ là một khâu quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tại hướng dẫn số 12 ngày 06 tháng 7 năm 2018 của ban tổ chức trung ương, một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ xác định công tác chuẩn bị đối với sinh hoạt chi bộ thường kỳ bao gồm những nội dung sau. Một là, bí thư hoặc phó bí thư chi bộ chuẩn bị nội dung sinh hoạt, dự thảo nghị quyết nếu có, hoặc dự kiến nội dung kết luận của buổi sinh hoạt. Hai là, họp chi ủy, những nơi không có chi ủy thì họp bí thư, phó bí thư để thống nhất nội dung sinh hoạt, đánh giá kết quả công tác lãnh đạo của chi bộ trong tháng, dự kiến nhiệm vụ của tháng tiếp theo, xác định rõ những nội dung trọng tâm cần trao đổi, thảo luận, biểu quyết tại chi bộ nếu có dự thảo nghị quyết thì cho ý kiến về dự thảo nghị quyết ba là thông báo thời gian địa điểm nội dung sinh hoạt tri bộ đến đảng viên và cấp ủy viên cấp trên được phân công theo dõi tri bộ tri bộ có điều kiện thì gửi trước tài liệu sinh hoạt cho đảng viên để nghiên cứu chuẩn bị nội dung phát biểu ý kiến